Xin chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu một bài học mới. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng ôn lại kiến thức của bài cũ nhé. Câu 1. Hãy phát biểu nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng. Các em cùng suy nghĩ và nhớ lại kiến thức của bài cũ cho thầy xem nào. Nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như sau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Nhớ là môi trường phải trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Câu số 2, đường truyền của tia sáng được biểu diễn như thế nào? Đường truyền của tia sáng. Thì đường truyền của tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng và có mũi tên chỉ hướng. Đây là biểu diễn của tia sáng. Là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Các em có biết hình ảnh này là gì không nào? Đây là nghệ thuật bóng, hay được gọi là rối bóng và thực bóng. Thì để hiểu rõ hơn về các nghệ thuật bóng này, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của bài học mới. Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì bài số 2 chúng ta đã học định luật truyền thẳng của ánh sáng rồi. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng. Chúng ta đi phần 1 La Mã, bóng tối và bóng nửa tối. Thí nghiệm 1. Bố trí thí nghiệm như hình 3.1 sách giáo khoa. Các em mở sách giáo khoa ra và xem nghiên cứu cho thầy. Thí nghiệm 1 là hình 3.1 sách giáo khoa. Thì thí nghiệm 1, người ta sẽ đặt một nguồn sáng nhỏ. Thì các em lưu ý đây là một nguồn sáng nhỏ như là một bóng đèn pin. Đặt trước một màn chắn. Thì trong khoảng từ bóng đèn đến màn chắn, người ta đặt một miếng bìa. Thì các em hãy quan sát vùng sáng và vùng tối trên màn chắn. Đây là thầy sẽ mô tả thí nghiệm cho chúng ta như sau. Thì chúng ta có một nguồn sáng nhỏ, đây là một đèn pin. Và đây là một màn chắn. Thì trong khoảng từ bóng đèn và màn chắn, thầy có đặt một miếng bìa. Thì sau khi thầy mở đèn, thì các em quan sát ở trên màn chắn này. Và hãy chỉ ra cho thầy ở trên màn chắn này vùng nào là vùng sáng, vùng nào là vùng tối. Và giải thích vì sao vùng đó lại tối hoặc sáng. Thì các em quan sát trên màn chắn này và cho thầy biết vùng nào là vùng sáng, vùng nào là vùng tối. Rất đơn giản đúng không nào? Đây là vùng sáng và đây là vùng tối. Thì vì sao lại có vùng tối và vùng sáng? Thì chúng ta nhớ định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng đúng không nào? Thì bóng đèn truyền ánh sáng tới màn chắn. Thì như khi mà ánh sáng truyền tới màn chắn mà gặp miếng bìa, thì ánh sáng từ nguồn sáng là đèn pin này sẽ bị chặn lại đúng không nào? Bị che khuất. Thì nó sẽ xuất hiện vùng tối. Còn vùng sáng thì ánh sáng không bị che khuất đúng không nào? Thì vùng sáng là vùng màu trắng. Vì nó nhận được ánh sáng từ bóng đèn pin truyền tới. Nhớ là nó nhận được. Còn vùng tối là ánh sáng từ đèn pin này đã bị miếng bìa này chắn lại đúng không nào? Thì từ thí nghiệm trên,
thầy có một nhận xét như sau: trên màn chắn đặt phía sau một vật cản có vùng không nhận được ánh sáng từ gì nào? Tới gọi là bóng tối. Không nhận được ánh sáng từ gì? Từ đèn pin đúng không nào? Thì đèn pin người ta gọi là gì? Đèn pin là vật tự phát ra ánh sáng, thì đèn pin là nguồn sáng đúng không nào? Thì nhận xét của thầy như sau: trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới, gọi là bóng tối. Như vậy chúng ta đã có định nghĩa bóng tối. Các em nhớ là không nhận được ánh sáng. Nhận xét này các em có thể ghi vào trong tập của thầy. Tiếp theo thầy có thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm hình 3.2 trong sách giáo khoa. Thì thí nghiệm này cũng tương tự như thí nghiệm số 1, nhưng mà người ta thay cái bóng đèn, thay cái nguồn sáng này bằng một nguồn sáng rộng. Có nghĩa là thí nghiệm 1 người ta dùng một đèn pin đúng không? Đèn pin thì là một nguồn sáng nhỏ. Thì thí nghiệm này người ta thay bằng một nguồn sáng rộng, thì cũng có màn chắn và cũng có một miếng bìa đặt giữa bóng đèn và màn chắn. Thì sau khi thầy mở đèn thì các em quan sát trên màn chắn này với thầy, sẽ xuất hiện một số vùng đúng không nào? Thì ở đây thầy sẽ cho chúng ta biết được là những vùng nào. Thứ nhất là vùng số 1, thầy ký hiệu vùng số 1, vùng số 3 và vùng số 2. Thì vùng số 1 như thí nghiệm 1 chúng ta đã học rồi, vùng số 1 là vùng gì nào? Vùng tối đúng không nào? Vùng số 3 là vùng sáng. Rồi các em hãy quan sát vùng số 2 cho thầy nào. Vùng số 2 này độ sáng của nó so với vùng số 1 như thế nào? Độ sáng của vùng số 2 nó sáng hơn hay là tối hơn vùng số 1 nào? À, vùng số 2 nó sẽ sáng hơn vùng số 1. Bây giờ chúng ta hãy so sánh vùng số 2 và vùng số 3 nào. Độ sáng của vùng số 2 và vùng số 3 như thế nào nào? À, vùng số 3 nó sẽ sáng hơn vùng số 2. Thì như vùng số 1 chúng ta biết là vùng bóng tối. Vùng số 3 là vùng sáng, phải được gọi là vùng được chiếu sáng đầy đủ. Còn vùng số 2 người ta gọi là vùng bóng nửa tối. Vì sao người ta gọi là vùng bóng nửa tối? Vì vùng này chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn điện truyền tới. Nó chỉ nhận được một phần thôi. Nếu mà nó không nhận được ánh sáng thì nó là vùng tối. Còn nếu nó nhận được đầy đủ thì nó gọi là vùng sáng. Nhưng mà vùng này nó chỉ nhận được một phần ánh sáng. Từ thí nghiệm trên thầy có nhận xét thứ hai như sau: trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ gì nào? Có nhận được đầy đủ không nào? Có nhận được đầy đủ ánh sáng từ nguồn sáng không? Hoặc là không nhận được không? Chúng ta nhớ lại thí nghiệm trên nào. Thì trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới, gọi là bóng nửa tối. Từ hai nhận xét trên, thầy sẽ rút ra chúng ta một kết luận như sau: bóng tối nằm phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. Các em lưu ý với thầy, bóng tối là không nhận được ánh sáng, bóng nửa tối là chỉ nhận được một phần thôi. Các em lưu ý kết luận này và ghi vào thực tập với thầy. Thì như vậy, từ ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chúng ta sẽ biết được là bóng tối và bóng nửa tối. Thì nghệ thuật bóng này hay gọi là bóng rối, rối bóng hoặc là kịch bóng, là loại hình nghệ thuật dùng hình ảnh các bóng tối và bóng nửa tối trên một nền sáng để diễn đạt. Cái hiện tượng này chúng ta có thể làm tại nhà,
và chúng ta có thể biết được là cái này là dựa vào định luật truyền thẳng của ánh sáng. Chúng ta biết được là bóng tối và bóng được tối. Các em quan sát những hiện tượng tự nhiên này và các em hãy đoán cho thầy xem đây là những hiện tượng gì nào. Cái này rất là dễ đúng không nào, chắc bạn nào cũng biết rồi. Thì những hình ảnh bên này là hiện tượng nhật thực và những hình ảnh bên này gọi là nguyệt thực. Thì nhật là gì nào và nguyệt là gì? Nhật chúng ta thường biết như là mặt trời đúng không nào, còn nguyệt là mặt trăng. Thì để tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, chúng ta sang phần 2 La Mã, nhật thực và nguyệt thực. Chúng ta đi một nhỏ nhật thực. Thì chúng ta biết được là có rất nhiều hành tinh trên vũ trụ đúng không nào? Thì ở đây là thầy có mặt trời, trái đất và mặt trăng. Thì các em biết được là quy luật chuyển động của các hành tinh thì là trái đất quay xung quanh mặt trời và quay chính nó, và mặt trăng sẽ quay xung quanh trái đất đúng không nào? Thì các hành tinh được mặt trời chiếu sáng. Thì từ các quy luật trên, người ta đã tìm hiểu được ra được là nhật thực. Thì nhật thực là chỉ xảy ra vào ban ngày đúng không nào? Mặt trời đúng không nào? Chỉ có vào ban ngày. Và khi đó mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng. Các em nhớ các vị trí mặt trời, mặt trăng, trái đất cùng nằm trên một đường thẳng thì mới xảy ra hiện tượng nhật thực. Và tiếp theo, khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì mặt trời bị mặt trăng che khuất và vùng bóng tối trên trái đất cho ta thấy hiện tượng nhật thực toàn phần, và vùng bóng nửa tối trên trái đất cho ta thấy hiện tượng nhật thực một phần. Thì để hiểu rõ hơn về hiện tượng nhật thực toàn phần và nhật thực một phần, chúng ta cùng xem một thí nghiệm như sau. Thì chúng ta biết được là mặt trăng quay xung quanh trái đất. Thì khi ba hành tinh này, chẳng hạn như là mặt trời này, chúng ta nhớ thứ tự mặt trời tới mặt trăng và trái đất. Khi đó mặt trời đóng vai trò là nguồn sáng, mặt trăng như là một tấm bìa và trái đất là một màn chắn. Thì khi ba hành tinh này, mặt trời, mặt trăng, trái đất nằm thẳng hàng, thì ánh sáng từ mặt trời chiếu tới trái đất đã bị mặt trăng che khuất. Thì hiện tượng nhật thực toàn phần thì chúng ta đứng vào phần bóng tối, em thấy đúng không? Như là phần bóng tối này, như là vùng số 1, như thí nghiệm trên ấy, là không nhận được ánh sáng. Chúng ta nhật thực toàn phần có nghĩa là mặt trời bị che khuất hoàn toàn. Và khi chúng ta đứng vào phần bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất, bóng nửa tối chúng ta thấy hiện tượng nhật thực một phần, có nghĩa là trái đất chỉ nhận được một phần ánh sáng từ mặt trời thôi. Nó chỉ liên quan tới hiện tượng bóng tối và bóng nửa tối. Các em nhớ là khi mà chúng ta đứng ở trên bóng tối thì chúng ta thấy được nhật thực toàn phần, và chúng ta đứng ở phần bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất, chúng ta sẽ thấy được nhật thực một phần. Thì khi chúng ta đứng ở phần bóng tối thì chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Nhớ là bóng tối thì chúng ta không nhìn thấy hoàn toàn, chúng ta gọi là nhật thực toàn phần. Và chúng ta đứng ở phần bóng nửa tối, ta nhìn thấy một phần của mặt trời, ta gọi là nhật thực một phần. Đây là hình ảnh của nhật thực toàn phần, có nghĩa là mặt trời bị che khuất, chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Và đây là hình ảnh của nhật thực một phần, thì chúng ta chỉ nhìn thấy một phần của mặt trời thôi. Thì thầy có câu hỏi xe 3 trong sách giáo khoa như sau. Em hãy giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần, ta lại không nhìn thấy mặt trời và thấy trời lại tối lại. Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi cho thầy xem nào. Vì sao chúng ta đứng ở nơi có nhật thực toàn phần, ta lại không nhìn thấy mặt trời và thấy trời tối lạ?
chân thực toàn phần thì chúng ta đứng vào phần gì nào? Bóng tối của mặt trăng trên trái đất đúng không nào? Khi đó mặt trời bị che khuất hoàn toàn thì chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Đây là câu trả lời của thầy. Vì lúc này ta đứng trong vùng bóng tối của mặt trăng trên trái đất, ánh sáng từ mặt trời chiếu tới đã bị mặt trăng che khuất hoàn toàn, có nghĩa chúng ta không nhìn thấy mặt trời nữa. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy trời tối lại. Tiếp theo chúng ta sang phần hai nhỏ nguyệt thực. Thì nguyệt thực xảy ra vào ban đêm. Em nhớ là nhật thực xảy ra vào ban ngày và nguyệt thực xảy ra vào ban đêm. Khi đó mặt trời, trái đất, mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Các em nhớ các vị trí. Lúc nãy thầy nói là nhật thực thì mặt trời này, rồi tới mặt trăng, tới trái đất. Nhưng nguyệt thực thì mặt trời vẫn đứng đầu và đảo vị trí của trái đất và mặt trăng. Khi ba hành tinh này thẳng hàng, hay được gọi là nằm trên một đường thẳng. Và khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Các em nhớ cái nội dung này. Đây là mô tả thí nghiệm của hiện tượng nguyệt thực. Đây, khi mặt trời, trái đất, mặt trăng nằm trên một đường thẳng thì trái đất sẽ che khuất ánh sáng từ mặt trời chiếu tới mặt trăng, thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng nguyệt thực. Và đây là một số hình dạng của mặt trăng khi diễn ra nguyệt thực. Nguyệt thực là bị mặt trăng là bị che khuất luôn nè, không được mặt trời chiếu ánh sáng tới. Tiếp theo thầy có câu hỏi C4 trong sách giáo khoa. Hãy chỉ ra trên hình mặt trăng ở vị trí nào, người đứng ở điểm A trên trái đất thì thấy trăng sáng và có nguyệt thực. Thì có một người đứng ở vị trí A trên trái đất thì mặt trăng có ba vị trí 1, 2, 3. Thì người ta hỏi ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A thấy trăng sáng và ở vị trí nào là thấy được có nguyệt thực. Đây, mặt trăng ở vị trí số 3 thì người A có thấy được mặt trăng không nào? Tiếp theo, mặt trăng ở vị trí số 2 thì người A có thấy được không nào? Và vị trí số 1 thì chúng ta biết được là ở vị trí số 3 và số 2 thì người A sẽ thấy được luôn nào, thấy được mặt trăng, vì khi đó mặt trời sẽ chiếu sáng mặt trăng. Còn vị trí số 1 là chúng ta sẽ không thấy được mặt trăng vì xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Mặt trăng ở vị trí số 2 và số 3 thì người đứng ở điểm A sẽ thấy trăng sáng. Còn ở vị trí số 1, người đứng ở điểm A sẽ thấy nguyệt thực, thì khi đó mặt trăng đã bị trái đất che khuất ánh sáng từ mặt trời. Tiếp theo chúng ta sang một số bài tập củng cố. Bài số 1, đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? Thì chúng ta phải nhớ lại rằng là chúng ta thấy được nhật thực khi nào? Ban ngày hay ban đêm nào? Ở nhật thực thì phải ra vào ban ngày. Thì đáp án A và đáp án B chúng ta sẽ loại đi. Còn đáp án C và đáp án D thì chúng ta phải nhớ lại hiện tượng nhật thực. Thì hiện tượng nhật thực là xảy ra vào ban ngày đúng không nào? Và mặt trăng che khuất ánh sáng mặt trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu trái đất nơi ta đứng. Thì chúng ta chọn đáp án C. Còn đáp án D, ban ngày khi trái đất che khuất mặt trăng thì đây là hiện tượng gì? Không có hiện tượng gì cả. Vì ban ngày mà trái đất che khuất mặt trăng, nếu mà ở câu D á, mà là ban đêm khi trái đất che khuất mặt trăng thì chúng ta sẽ có hiện tượng nguyệt thực đúng không nào? Tiếp theo, bài số 2, đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực? Câu A,
câu B, câu C và câu D. Thì hiện tượng huyệt thực, chúng ta nhớ lại hiện tượng huyệt thực nào. Thứ nhất là xảy ra vào ban đêm, đúng không nào? Và khi đó mặt trăng đã bị trái đất che khuất ánh sáng từ mặt trời, thì chúng ta chọn đáp án B, đúng không nào? Ban đêm khi mặt trăng không nhận được ánh sáng từ mặt trời vì bị trái đất che khuất. Sau đây chúng ta sẽ xem một video hiểu về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Trong bài viết này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hiện tượng nhật thực và nguyệt thực là gì, tại sao nó lại được những người yêu thích thiên văn học quan tâm đến như vậy. Nhật thực là gì? Nhật thực là hiện tượng mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng khi nhìn từ trái đất. Nhật thực xảy ra khi nào? Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời và quan sát từ trái đất. Lúc đó, mặt trăng sẽ che khuất hoàn toàn hay một phần mặt trời. Để hiện tượng nhật thực xảy ra, mặt trời, mặt trăng và trái đất phải nằm trên một đường thẳng hoặc gần như thẳng. Sự thẳng hàng này được các nhà thiên văn học gọi là SEZEGI. Và điều này chỉ có thể xảy ra trong kỳ trăng mới. Mặc dù một trăng mới là cần thiết cho nhật thực có thể xảy ra, thì nhật thực lại không xảy ra ở mọi kỳ trăng mới. Bởi vì mặt phẳng quỹ đạo của mặt trăng di chuyển quanh trái đất nghiêng một góc khoảng 5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất di chuyển quanh mặt trời, mặt phẳng hoàn đạo. Những vị trí nơi hai mặt phẳng quỹ đạo này gặp nhau được gọi là điểm nút mặt trăng, lunar node. Nhật thực xảy ra chỉ khi một trăng mới diễn ra gần điểm này nhất. Phân loại nhật thực có 4 kiểu nhật thực và chúng được xác định bởi các vùng bóng của mặt trăng trên bề mặt trái đất. Nhật thực toàn phần. Một nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời và hình thành các vùng bóng tối và bóng lửa tối trên bề mặt trái đất. Một nhật thực toàn phần chỉ có thể diễn ra khi mặt trăng ở quanh cận điểm quỹ đạo. Bạn có thể quan sát được nhật thực toàn phần khi đứng ở trên đường di chuyển của vùng bóng tối của mặt trăng. Những người không ở vùng bóng tối, nhưng nếu ở đứng ở vùng bóng lửa tối sẽ quan sát được nhật thực một phần. Nhật thực một phần. Nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng không che khuất hoàn toàn đĩa mặt trời và chỉ hình thành vùng bóng lửa tối ở trên bề mặt trái đất. Nhật thực hình quyên. Nhật thực hình quyên xảy ra khi vùng đối của vùng bóng tối xuất hiện trên trái đất. Đĩa mặt trăng sẽ che khuất vùng trung tâm của đĩa mặt trời, để lộ vùng rìa ngoài của mặt trời có dạng như một chiếc nhẫn. Một nhật thực hình quyên chỉ có thể xảy ra khi mặt trăng ở quanh viễn điểm quỹ đạo. Nhật thực lai. Nhật thực lai rất hiếm khi xảy ra. Chúng xảy ra khi một nhật thực hình quyên chuyển thành một nhật thực toàn phần. Cách quan sát nhật thực. Việc quan sát nhật thực trực tiếp bằng mắt thường có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho mắt. Vì vậy, người quan sát phải hết sức cẩn thận. Lưu ý những điều sau khi quan sát nhật thực như không được quan sát trực tiếp bằng mắt thường. Vì quan sát nhật thực với một chiếc kính râm hay kính đen, phim chụp X-quang, ruột đĩa mềm, bằng video không đảm bảo, vì những loại này chỉ giảm độ sáng chứ không ngăn được các tia bức xạ có hại. Quan sát nhật thực một cách gián tiếp hoặc sử dụng kính lọc chuyên dụng như kính lọc của thợ hàng mã số 14 hoặc kính lọc mặt trời từ các câu lạc bộ thiên văn học. Người quan sát cũng có thể dùng một tấm bìa để hướng ảnh của mặt trời qua một chiếc ống nhòm hay kính thiên văn nhỏ hoặc khoét một lỗ tròn nhỏ lên tấm bìa rồi quan sát ảnh của mặt trời xuyên qua lỗ tròn đó trên mặt đất. Nguyệt thực là gì? Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, hay còn gọi là mặt trăng máu, là hiện tượng thiên văn khi mặt trăng đi vào hình chóp của bóng trái đất đối diện với mặt trời. Do mặt trăng không tự phát ra ánh sáng, chúng ta nhìn thấy mặt trăng là nhờ có ánh sáng của mặt trời chiếu vào mặt trăng. Mặt trăng phản lại ánh sáng nên chúng ta nhìn thấy mặt trăng.
nhưng vào thời điểm mặt trăng, trái đất và mặt trời thẳng hàng nhau, trái đất bị che khuất ánh sáng của mặt trời chiếu đến mặt trăng, tức là mặt trăng đứng sau bóng của trái đất. Lúc này, mặt trăng tối đen dần do bị khuất sau bóng trái đất. Thời điểm và hiện tượng này gọi là nguyệt thực. Phân loại nguyệt thực. Nguyệt thực toàn phân xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm trên một đường thẳng. Mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và mặt trăng sẽ có màu đỏ đồng hoặc là màu cam sẫm. Khi nguyệt thực toàn phần diễn ra thì tia mặt trời trước khi đến được mặt trăng đã chiếu vào chóp của bóng trái đất và bị khí quyển trái đất khúc xạ. Các tia sáng bước sóng ngắn đều bị cản lại hết, chỉ còn các tia có bước sóng dài là màu đỏ và cam xuyên qua. Do đó mặt trăng thường hiện ra dưới màu đỏ nhạt. Thời gian tối đa của nguyệt thực toàn phần là 104 phút trường hợp thường hay tái diễn. Nguyệt thực một phần xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm trên đường gần thẳng. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và mặt trăng bị khuyết đi một phần. Có thể nhìn thấy bóng của trái đất màu đen hoặc màu đỏ sẫm đang che khuất mặt trăng. Trong quá trình nguyệt thực toàn phần, nguyệt thực một phần có thể xuất hiện trước và sau khi nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực một phần kéo dài 6 giờ. Nguyệt thực nửa tối xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng nửa tối của trái đất. Lúc này ánh trăng sẽ mờ và mặt trăng sẽ mờ và tối đi. Nguyệt thực bán phần khó nhìn thấy bằng mắt thường do ánh chói của mặt trời giảm thiểu. Cách quan sát nguyệt thực. Nguyệt thực là một trong những sự kiện thiên văn dễ xem nhất. Cứ ra ngoài và chiêm ngưỡng thôi, bạn chẳng cần kính thiên văn hay các công cụ hỗ trợ khác. Tuy nhiên, với ống nhòm và kính thiên văn nhỏ sẽ đem lại hình ảnh chi tiết về bề mặt của mặt trăng. Có bao nhiêu nhật thực, nguyệt thực mỗi năm? Hầu hết mỗi năm có khoảng 4 lần nhật thực nguyệt thực là con số tối thiểu của số lần nhật thực nguyệt thực có thể xảy ra trong một năm. Hai trong số 4 lần nhật thực nguyệt thực này phải là nhật thực. Trong một năm cũng có thể xảy ra đến 7 lần nhật thực nguyệt thực, nhưng rất hiếm. 5 lần nhật thực và 2 lần nguyệt thực, hoặc 2 lần nhật thực và 5 lần nguyệt thực. Có thể có tối thiểu là 2 và tối đa là 5 lần nhật thực trong một năm. Ngoài số này, không có hơn 2 lần nhật nguyệt thực. Có thể là nhật thực toàn phần. Rất hiếm khi xảy ra 5 lần nhật thực trong cùng một năm. Theo tính toán của NASA, chỉ có khoảng 25 lần trong số 5.000 năm qua, thế giới có 5 lần nhật thực trong cùng một năm. Lần cuối cùng là xảy ra vào năm 1935, và lần tiếp theo sẽ là năm 2206, khi có 2 nhật thực toàn phần xảy ra vào tháng 12. Chúng ta vừa xem một đoạn video giới thiệu về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, và chúng ta sẽ biết thêm được một số dạng nhật thực và nguyệt thực và cách xem hoặc là chúng ta quan sát nhật thực và nguyệt thực để không bị ảnh hưởng tới mắt. Thì hiện tượng nhật thực và nguyệt thực đó, khi người ta đã biết được quy luật chuyển động của trái đất và mặt trăng nên người ta có thể tính trước được một cách chính xác như là nơi, địa điểm và ngày giờ xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Thì các em có thể lên mạng tìm hiểu thêm về một số hình ảnh về nhật thực và nhật thực. Sau đây thầy sẽ có một số dặn dò cho chúng ta như sau. Thứ nhất, thì chúng ta phải học thuộc nội dung chính của bài và phần ghi nhớ. Thứ hai, và làm các bài tập trên hệ thống lớp học.htm.edu.vn và xem trước nội dung của bài số 4, định luật phản xạ ánh sáng. Thì nội dung bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.